Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Rồi, trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các anh trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã đăng tin tìm vợ. Thì trong thời gian vừa rồi thì cách đây mấy bữa thì cũng có một cái câu chuyện phải nói là vô cùng rất thương, là có một hai cha con ở đi từ Phú Quốc ở Kiên Giang về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm vợ và tìm con. Đặc biệt cái câu chuyện phải nghe rất xúc động và rất thương, là một người gọi là cha chồng, là ba của em trai này về đây bảo là không thương gì hơn bằng thương hai đứa bé. Bởi trong những ngày vừa qua phải nói là vợ vì lý do nào đó vợ đi ôm theo hai đứa trẻ đi, phải nói là cái câu chuyện rất động lòng. Thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương thì cũng cố gắng hết sức để đăng tải video lên nhanh nhất có thể. Thì cũng rất may mắn là trong video thời gian vừa rồi thì được các cô chú anh chị ở trên tất cả trang mạng xã hội, trên cộng đồng để chia sẻ giúp đỡ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng thông tin và chia sẻ nhiều để tìm người thân. Thì hiện nay thì em gái đã quay trở về và dắt theo hai người con cùng quay trở về. Câu chuyện của nó là cũng đến giờ phút này nó là một cuộc đoàn tụ và rất đẫm nước mắt. Thì hôm nay thì em gái cùng với chồng của mình cùng với con gái đi từ Phú Quốc về đây để báo tin và chia vui cùng anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Em có thể em chia sẻ em nhắc lại là em tên là gì? Em Nguyễn Văn Tứ. Nguyễn Văn Tứ hả? Em năm nay nhiêu tuổi rồi em? Em 31. 34 đúng không? 31. 31 hả? 31 đúng không? Em là người Kiên Giang đúng không? Yeah. Phú Quốc đúng không? Em ngoài Phú Quốc là em làm công việc chính là gì? Ngư phủ. Ngư phủ à? Nghe từ ngư phủ là hoành tráng. Anh cũng rất ao ước mà anh không bữa nào anh có dịp anh ra Phú Quốc này, cho anh đi thử chuyến hả? Yeah. Được không? Nghiệu tướng anh làm được không? Được ha? Khó không lắm không em? Không khó hả? Bản lĩnh thì anh có thừa. Nhưng mà liệu quan trọng có chịu được nhiệt hay không thôi đúng không? Rồi, anh hỏi vậy thôi, bây giờ cho anh hỏi thế này. Trong thời gian vừa qua thì em và ba em đi từ Phú Quốc về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm vợ và tìm con, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện mà em chia sẻ thì các anh em cũng rất thương và cũng rất đáng trách em. Trách một số cái thì anh cũng đã tư vấn với em rồi đúng không? Anh nói là vì vợ con mình thì mình phải thương yêu hết mực. Còn có chuyện gì đó là mình hãy ngồi trò chuyện lại với nhau. Nhưng mà em chia sẻ là em cũng rất thương vợ nhưng mà không hiểu lý do nào đó là em vẫn ra biển thì thương nhau, đúng không ạ? Nhưng về đến bờ thì đất liền thì em lại xảy lấy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn với vợ và có thể là đánh đập vợ, đúng không? Chính vì lý do như vậy nên là vợ quyết định ôm con bỏ đi. Mà em về đây và cùng với ba em, và chính ba em là người cũng khóc rất nhiều, đúng không? Vì thương vợ và thương con, mà cũng như ba em thì thương con dâu cũng như là thương cháu. Thì các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã đăng tải chia sẻ video vừa rồi. Thì rất may mắn là hiện nay thì vợ em cùng với các con em đã quay trở về Phú Quốc cùng gia đình, phải không em? Em có chia sẻ là vợ em về lúc đó lúc nào, ngày mấy? Về bên mẹ. Về ngày mấy em? Về mấy ngày rồi? Bữa nay là 2 ngày ha. Bữa nay 2 ngày là ngày thứ hai là lên đây gặp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương luôn. Trước khi vợ về dắt các con về này, hoặc là em nhìn thấy thì em có mừng không, có vui không? Vui nhiều không? Em thấy trong lòng sao? Rất là vui. Em có tưởng tượng là vợ lại xuất hiện như vậy không? Như vậy là rất may mắn ha. Trong thời gian vừa qua này em có thể chia sẻ lại em đánh vợ, đập vợ bao nhiêu lần, bây giờ có ba mặt một lời luôn, không có giấu giếm được nhá. Mình có sao mình phải thừa nhận để cho vợ thông cảm mà vợ hiểu được nhá. Rồi, em đánh vợ bao nhiêu lần trong những năm tháng qua? Khai thật đi. Một lần đánh đau không? Đau không? Tác động vật lý là rất đau, đúng, nghiêm trọng đúng không? Quyết định ôm con bỏ trốn đúng không? Em thấy là một cái hành động mình không đáng đúng không? Và là không đáng có, và nên xảy ra cái câu chuyện đau lòng là vợ đã quyết định ôm con bỏ đi. Hôm bây giờ vợ ôm con bỏ đi thì em có sợ mất vợ, mất con mình không? Vợ xinh gái quá trời, các con rất đẹp, dễ thương, vợ đi mất, người đàn ông khác người ta hốt liền nè. Sợ không? Mất vợ liền, đúng không? Dễ gì kiếm được một người vợ như vậy, phải không? Giờ yêu vợ nhiều chưa? Lúc mà vợ về là hứa với vợ là thề thót hứa chưa? Có, mình nói rồi. Nói chưa? Nói lúc nào? Nói lần này là anh tản rồi. Lần này anh tản chưa? Có xin vợ tha không? Có. Nói hôm đó là có ai biết không? Có ai làm chứng không? Vậy là chưa ai làm chứng rồi, lát nữa có người làm chứng nha. Vậy là ba em thấy con dâu và thấy các cháu của mình về, ba có mừng không? Gia đình có mừng không em? Chỉ có trai với em là dâu Mừng ha. Mình đã chuẩn bị hôm ngày hôm qua là vợ và con về, em đã chuẩn bị cái món gì gọi là để chiêu đãi không?
Chưa, hôm nay về chuẩn bị nha. Mình ở biển thì mình tất cả thứ đều mình có rồi. Hy vọng là lát nữa em sẽ mua một món gì ở ngoài đất liền nha, cho vợ thích nhất nha. Bởi vì cũng không mấy khi về đất liền được ha. Thì hôm nay em cùng mình, vợ mấy con mình em về đây để có đi, em có điều nào em muốn cảm ơn đội hiệp sĩ của thầy Bình Dương không? Dạ em cũng cảm ơn đội của mấy chú rồi, sĩ chú Hải giúp đỡ cho con gặp vợ với hai đứa con. Em có điều nào, em có điều nào em muốn cảm ơn các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đã quan tâm theo dõi ủng hộ đội hiệp sĩ của thầy Bình Dương trong thời gian vừa qua để tìm người chia sẻ không? Em nói lẹ quá lắm được. Nói lẹ quá ha, em nói đi. Tập đi giống anh đó. Ngư phủ tập chứ. Em cũng cảm ơn mọi người đã chia sẻ và giúp em được tìm vợ với vợ hai con. Em có hứa là mai mốt không đánh vợ không? Em hứa là để tới là tới già luôn à. Tới già luôn hả? Làm gì mà tới già thiệt trong đây? Chắc chắn không? 2 tháng dán con. Trong thời gian qua là nhớ lắm rồi đúng không? Thế tối qua ngủ chung hay ngủ riêng? Dạ, ngủ chung. Chung rồi có ấy hay không? Thiệt không? Ai qua con nhỏ thì mình canh, phải canh chừng nhé, cho con ngủ say nhé. Hả? Thiệt không đấy? Có sao đúng nhận sai cái, có sao nói vậy không ấy nhá. Anh biết vậy thôi. Có thì chúc mừng ha. Đó. Rồi em gái em cho anh hỏi thế này, em tên là gì? Nguyễn Thị Ngọc Trang. Ngọc Trang ha. Kha. Kha. Bây giờ hôm nay thì cái câu chuyện của chồng em thì cũng nhận được rất lỗi lầm mà không may mắc phải trong thời gian qua vợ chồng chung sống với nhau. Thì anh cũng đã từng chia sẻ trên video rồi đúng không? Vợ chồng thì đôi khi không phải lúc nào cũng êm ấm được, không phải lúc nào cũng hạnh phúc và mãi mãi được. Nó sẽ có chuyện lớn, chuyện nhỏ đúng không? Quan trọng mình phải lựa nhau phải không em? Thế nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì em có thể chia sẻ thẳng thắn hơn là tại sao chồng em lại đánh em như vậy? Nói đi. Sao? Lúc chồng đánh như vậy có buồn không? Buồn nhiều không? Thất vọng không? Lúc đó là quyết định này. Lúc đó quyết định nha. Lúc đó rất thất vọng với chồng ha. Từ trước em chia sẻ rõ hơn và thật hơn, trước giờ chồng em đã bao giờ đánh em chưa? Từ trước đến ngày hôm đó, còn trừ không em nói ra? Có. Có nhiều lần không? Thấy chưa? Ít chưa? Cãi không? Nha, mình không làm vậy với người phụ nữ em nhé. Anh nói chuyện rất nghiêm túc đó, anh không có nói chuyện chơi nha. Một người phụ nữ ấy, thậm chí cha mẹ sinh ra nha, nuôi đến khi trưởng thành mà gả lấy gả cho em, thậm chí chưa ai đánh đập một roi một đòn nào cả, đúng không? Làm dâu làm con làm vợ mình đánh đập mình hành hạ người ta như vậy em thấy có đáng không, đúng không? Em có công nhận không? Phải không? Sau này con em cũng là con gái kia. Sau này con em trưởng thành đủ tuổi lấy chồng, lập gia đình, con em bị người đàn ông khác đánh mà con em về thông báo với gia đình như vậy, là con bị thằng chồng nó đánh như vậy, em nghĩ bức xúc không? Thực sự là em tự em cảm nhận, em có con gái em sẽ biết rồi đúng không? Tuổi đời em không nhỏ nữa, bởi vì có gia đình rồi, có con rồi, phải không? Em nghĩ như vậy em có đúng không? Vì vậy cho nên anh mong rằng ấy, là em hãy thương vợ mình nhiều hơn. Đói thì nói chung là cái cuộc sống mà vì con người ta nó có số phận đúng không? Đói nhưng mà mình vẫn thương nhau chứ không phải là giàu có nhiều tiền nhiều của, nhưng nay mình đánh vợ mai mình đánh vợ nó không có tốt. Cái hành vi mà đánh vợ như vậy á là xã hội người ta lên án, hiểu không? Anh nói như vậy có buồn không? Anh nói đúng nhá, buồn ráng chịu, anh không bênh ai nhá, anh bênh cái sự độc thật, cái đúng, anh không bênh cái sai nhá. Hy vọng là em có những lỗi lầm đó em phải nhận lỗi với vợ và hứa với vợ với các con với gia đình nhé. Sau này vì bất kể chuyện gì đang nữa mình có nóng giận nhá, mình phải kiềm chế. Chồng nóng thì vợ phải hạn chế nhá, mà vợ mà nó nóng máu lên rồi thì biết rồi nhá. Thì mình lựa đi chỗ khác đi, nó khác nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau. Thấy chuẩn bị lớn tiếng rồi phải chuẩn bị lé đòn liền chứ không đứng cãi tay đôi hồi hún nhau nó không hay. Mà các con học nhá, được không? Anh đây không phải dạy khôn em, nhưng mà anh lớn tuổi anh từng trải rồi nha, anh vấp qua cũng nhiều các cảnh rồi, chứng kiến nhiều rồi nha. Hy vọng là mình thương yêu nhau nhiều hơn, thương yêu mục đích chính cho các con nó vui, chứ mình thương yêu là mình hưởng chứ người khác không hưởng dùng, hiểu không? Đó, em thấy vợ em vừa rồi nó quyết định bỏ đi luôn đó. Thấy chưa, về đây anh nghi ngờ liền, không có người phụ nữ nào quyết định ôm con đi mà cuộc sống vô cùng khó khăn. Trước đây vợ em chưa từng lên đất liền luôn đấy, đúng không?
vợ em không biết đâu vào đâu luôn á, mà vợ em quyết định bỏ con đi, bảo ôm con bỏ đi là em hiểu rồi, thực sự rất đau khổ rồi, tận cùng rồi, đúng không? Rồi em gái em có thể chia sẻ hơn nữa hơn là em hôm đó là thực sự là cái câu chuyện hôm đó thì chồng đánh em là tại sao đánh em? Nói chuyện qua lại với cái phần mà chữ em là chữ mà thì nó kiếm chuyện. Đó thấy chưa? Rồi em nói tiếp đi, anh ra có gì anh hỗ trợ anh giúp cho. Lúc đó em chịu nói là em quyết định là quýnh nó luôn. Quýnh lại luôn. Quýnh lại luôn. Biết đặt lại nhưng vẫn cứ chơi lại đúng không? Yeah. Bức xúc quá rồi đúng không? Không kiềm chế nổi ha. Vậy chứ nó chơi với em được nhưng mà em nói chơi lại là nó kiếm chuyện quýnh em. Đó em không thấy không? Không ai mà chị nói nữa. Có là chồng em nói chơi với em được nhưng em nói lại là chồng em chửi em quýnh em luôn. Không nhưng mà nói chuyện chửi đục mẹ đục má em được nhưng mà em nói lại là kiếm chuyện quýnh thôi em rồi đó. Mình nhé là phải hòa đồng, làm nữ bình đẳng chứ không phải mình cậy làm quyền làm chồng, phải không? Làm đàn ông mà mình chửi mình đè lén phụ nữ là không được. Anh nói chuyện này rất chân tình và rất nghiêm túc. Em nói sống như quà mình sống mày nói được tao nói được chứ không phải là mày nói được tao nói không được. Mình yêu vợ thì vợ mới yêu mình chứ đúng không? Mình chửi vợ thì làm sao vợ nó yêu mình được? Vợ nó mâu thuẫn thì vợ nó thù hận thì nó bỏ đi sao? Đó thấy không? Người yêu mới hợp á. Em dẫn con đi chứ chưa ai người dám quýnh con em chưa. Em chỉ là nó đòi gì mua đấy thôi, chỉ là nó đòi em mới tháng lương đầu là nó đòi mua điện thoại. Em nói điện thoại ba mấy triệu thôi. Mẹ mới làm tháng đầu chưa có dưỡng con, mẹ chưa mua. Không như vậy, một hai ba giờ đêm mà ở khách sạn chứ phải ở đâu đâu. Ta cũng phải ra, các em cũng nói. Em xuống tán nhẹ em nói, ở đây chừng nào mặn được mẹ mới mua cho con. Chứ còn mày về mẹ mới mặn tháng đầu xong mẹ đủ tiền mua con ăn. Người uống, người này kia nữa. Chứ em đi chắc hãy còn đi ở sống đó, hai con chứ không có ở chung với ai nhé. Anh biết mà, cái câu chuyện này anh biết. Anh nghe nãy hiểu rồi nhá. Bây giờ vợ em nói là thời gian trước thì vợ em cũng đâu có xài, đâu có nghiện ngập điện thoại đâu, đúng không? Thế vì lý do như vậy để quen một người đàn ông khác thì cái câu chuyện đó khó có thể xảy ra. Tại nó tối ngày đi nhậu cũng về tao quan tâm vợ con nhưng phải em thấy được em coi điện thoại cho đỡ buồn thôi chứ làm gì đâu. Thế em lấy coi điện thoại là chỉ là nó nói mày quen ai trên đó mày hả trong điện thoại cái mày nhắn tin mày điện thoại này kia mày giấu giếm là giấu giếm sao phải phải ở nhà có người em đâu cái nhà đó em cầm điện thoại coi vẫn coi bình thường cũng mà. Nhưng mà thực sự là hôm đấy là chồng đánh xong rồi em bỏ đi không? Em đi lúc mấy giờ? Đi giờ sáng. Gần sáng mà. Lúc em dắt con em đi thì con em có đồng nòng đi theo em không? Lúc đó nó mê ngủ không chịu đi thì em nói xuống trường học đi. Nó lâu rồi. Thế là nó đi luôn. Em cũng lúc bây giờ này em cũng nói là con em là em không nói là ở nhà đi mà em chỉ nói là đi trường học đúng không? Em nói giả bộ con em vậy thôi đúng không? Dạ. Yeah. Bữa em đi thì trong người có tiền không? Được 3 triệu. 3 triệu rồi em xài bao nhiêu ngày thì em hết? Em xài mấy bữa gì đó rồi em mượn điện kia nhớ em bốc á, gửi cho em mượn 1 triệu. Sau nữa em mượn 1 triệu là 2 triệu. 2 triệu nhỏ nó đi á, nhỏ công ty nữa thì em mượn nó 2 triệu nữa. Là 4 triệu. 4 triệu sau này em điện kia chồng em là gửi lên cho em 2 triệu rưỡi nữa. Là 6 triệu rưỡi thôi. Vậy là trong thời gian em cuộc sống em thấy có khó khăn lắm không em? Thấy cũng dễ dàng, không có khó khăn lắm à. Tự do đúng không? Dạ. Đó. Trong thời gian em làm cái công việc gì? Trong cái hãng tivi của Nhật. Thế còn con em gửi ở đâu? Em để nhà trọ mướn rồi là giữ. Ôi trời ơi, vậy con em không được học luôn đúng không? Dạ. Nếu như hôm bữa mà em không có về thì con em khả năng của em có nuôi được con em đi học không? Em chấp nhận dẫn đây là anh nuôi. Chấp nhận mà hơi khó ha, cực ha. Vậy là em làm đấy bao nhiêu thời gian được bao nhiêu tiền? Em làm đúng một chưa tới một tháng nữa là trên 10 triệu. Em thấy vậy tốt không? Ổn không? Dạ cũng được. Về sau làm sao mà em phát hiện là mà các anh em đội sĩ quan Nguyễn Hải Bình Dương đăng tin mà em quay về? Tại vì em coi thường coi cầm điện thoại coi lắm, không thấy đâu. Em coi em thấy đúng không? Dạ. Em biết em thấy đúng không? Em thấy em sao, em cảm giác em thấy em sao, lúc bây giờ em nghĩ em sao? Em thấy em nói tự nhiên lúc đầu nói em mượn đưa 5 triệu làm phim gì đó.
không có vụ đó đâu. Lên ăn cơm á, con không ăn lẹ lấy chỗ con. Đâu có vụ đó đâu. Con là chồng em thông tin là sai sự thật, đúng không? Dạ. Hôm bữa chính anh là người phỏng vấn chồng em có nghe được tiếng không? Có đúng tiếng chưa? Dạ. Bản thân anh là người phỏng vấn chồng em và ba chồng em luôn đó. Anh nghe câu chuyện rất thương. Vì vậy hôm bữa anh thấy là chồng em có chuyện là gì đó giấu, không có thật. Anh biết thừa rồi nhá. Nhưng mà ai ngờ hôm nay té ngửa là câu chuyện đã khác hoàn toàn. Em còn đau khổ hơn nhiều lần nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ dù gì bây giờ các con của em chuyện cũng lớn rồi, không phải nhỏ nữa. Anh mong rằng vợ con em thương yêu nhau nhiều hơn. Mình cái thứ nhất là người chồng không được dùng những cái lời lẽ, cử chỉ, hành động để làm vợ mình buồn. Và đặc biệt là đánh vợ là cái hành vi nào là không được phép rồi nhé. Ai đánh mình có chịu không, đúng không? Bây giờ mình ngồi yên vợ tán mặt có chịu không? Nếu chịu được thì mình mới đánh vợ được. Còn nếu như mà mình không chịu được thì mình không thể chấp nhận cái hành vi mà mình đi đánh người khác được nhé. Đó giờ chứ quýnh em chứ. Em quýnh không lời em cũng quýnh chứ. Em quýnh rồi. Đúng rồi, bức xúc quá mà làm sao chịu được, đúng không? Đỡ quýnh xong quýnh thôi mà thằng em nó đỡ còn quýnh em. Thôi bây giờ anh mong là hai vợ chồng em thương yêu nhau nhiều hơn, không gây lộn, không kiếm chuyện, bây giờ mình lo kiếm tiền thôi để nuôi các con nhá. Ngày mai các con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn, mình có đầy đủ hơn. Chứ bây giờ hàng ngày đi làm là rất cực khổ rồi, đêm về đây như người ta này âu yếm trò chuyện, đêm mình đánh nhau, đánh lộn nhau đâu có được đâu, đúng không? Anh nói vậy đúng không sai? Sau này tụi em mà hạnh phúc ấy thì anh báo tin cho anh biết thôi nhá, anh không cần gì cả, phải không? Thôi bây giờ thì câu chuyện nó đã xảy ra rồi. Anh mong trong cái câu chuyện này cả hai đều rút kinh nghiệm. Nhưng mà đặc biệt là chồng em ấy, là em trai này là sai hoàn toàn. Mình đánh đập vợ, chửi vợ và không đúng sự thật nhá. Như vậy là không được nhá. Đây là hành vi đáng trách nhá, rút kinh nghiệm ha. Chứ mình không thể thù hằn với vợ mình được nhá. Đấy vợ bỏ đi sướng chưa, hai cha con đi kiếm mà hên là vợ về đó. Vợ mong xem mà vợ xem nhưng vẫn là tình người. Em vẫn tính thương. Là đi về tháng rồi em về rồi chứ đi luôn, tại vì mấy đứa nó còn học, bỏ học nó đâu được học. Đấy, nhưng mà đến lúc bây giờ tình huống khác, nó nhiều tình huống khác lắm. Bởi cuộc sống nó xô bồ, nó xô đẩy, đến lúc bây giờ cái tình huống éo le, nó khó hiểu lắm. Nha, mấy tháng sau nó sẽ khác rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ em cũng xem một video đồ hiệp chính với thầy mình đăng cái thông tin ấy. Mà chồng em và ba chồng đúng không? Đi từ Phú Quốc về đây để tìm em và tìm các con. Thì câu chuyện này hiện nay cái cuộc tìm kiếm này đã thành công rồi. Bây giờ anh chẳng biết nói gì hơn cả, anh chỉ chúc mừng em và vợ chồng em và các con em và cùng toàn thể gia đình luôn luôn có một cái gia đình hạnh phúc nhé, luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Hy vọng là em không rớt những giọt nước mắt mà hai vợ chồng không chửi lộn nhau nhé. Đó là những cái liềm gọi là rất vui mừng của anh em đội hiệp sĩ với thèm Dương rồi. Bởi vì anh em ở đây tìm không phải trường hợp của em, nó có hàng trăm ngàn trường hợp các cặp vợ chồng hiện nay đã quay trở về cùng với gia đình rồi. Cũng rất đáng tiếc là còn một số cặp vợ chồng quay về đây là các anh em phải chia tài sản. Câu chuyện đó cũng rất ít, rất hiếm, không ai mong muốn điều đó xảy ra, nhưng mà nó là thành hiện thực vì các anh em đây không có ép buộc bất kể trường hợp nào. Mục đích chính là dàn xếp và trò chuyện với các em để hiểu được tâm lý, tâm tư, nguyện vọng của em thôi nhé, và biết được cái cách từng tình huống một. Nhưng mà thôi, cái câu chuyện này thì nó đã xảy ra rồi, anh cũng không muốn nhắc lại nữa. Hai vợ chồng em thì ai sai và ai đúng thì mình phải rút kinh nghiệm ha. Rồi em trai ấy, trong thời gian vừa rồi là thực sự là em sai hoàn toàn rồi, đúng không? Em đánh đập vợ em là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con em ăn chậm, là em lấy cái chỗ em đánh con em thì làm được, đúng không? Em có nhận được không? Có hay không thôi. Sai em sai em đúng. Sai nhiều không? Cái thứ nhất là con ăn là ăn chậm, ăn nhanh, là trẻ bây giờ đứa nào cũng vậy. Mình biết là tâm lý nó không giống mình trước đây, mỗi thời nó một khác nhá. Cái nhất, cái hai là vợ em tướng nhỏ xíu mà em suốt ngày em đè đầu tới cổ đánh người đâu ai chịu được, người ta sẽ bỏ đi nhà, mà bỏ đi lần này là khỏi kiếm luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chuyện bỏ qua, em xin lỗi vợ em đi, quay sang nói chuyện với vợ đàng hoàng. Đó, có tất cả các anh em đồ hiệp sĩ với thầy Dương nó làm chứng, và có tất cả các cộng đồng mạng làm chứng cái vụ việc này. Hy vọng là cái lời hứa của em là phải có trọng lượng, chứ không phải lời hứa do mai hôm nay em hứa là mai em về muốn vợ em là vợ em đi luôn á nhá. Rồi quay sang nói chuyện với vợ, quay ra nắm tay vợ đàng hoàng. Đó, mình lớn rồi, ông cũng cười nghiêm túc thiệt đó. Cảm mà tình cảm vào, âu yếm tình cảm vào thiệt mà, hết dạng đi chứ thiệt đó.
đó là chân tình đó, nhìn vợ ra quay nhau vợ. Anh thề anh hứa đấy, lời nói gió bay nhưng mà anh vẫn yêu em, anh mãi mãi anh chung thủy với em đấy, hứa nhiều à, ôm vợ đi, hứa giữ lời nha. Cái này là không phải một mình anh đâu nhé, cái này là cả cộng đồng đó, cả cộng đồng thế giới này, em hiểu rồi. Người ta sẽ làm chứng cái vụ việc này. Và nếu như lần sau mà em có chuyện gì nữa, em hứa vào mai là em lại trừ thề trừ tục trừ bậy, em đánh vợ em là vợ em đi luôn, mà đi về anh giúp luôn, anh cứ gả chồng cho người khác nhá, khỏi kiếm giúp lần cuối luôn, giúp hoặc là bé chót luôn. Rồi bây giờ sao em gái, sao có tha lỗi cho chồng không? Nói lớn tiếng em, chồng em cũng nhận ra cái sai rồi, cũng xin lỗi rồi. Rồi 9 bỏ làm 10 em nhé. Rồi 9 bỏ làm son nha, bỏ son được chưa? Ok không? Ai cũng mong là tụi em có một cái cuộc sống thật hạnh phúc. Bởi vì các con em còn rất nhỏ, đang rất cần cái tình thương của cha, cả mẹ nhé. Đi, ai cũng nói em đi chạy. Đó, rồi. Đấy, cái tội như vậy là nghiêm trọng nhé. Em tung tin không đúng sự thật. Đó, nói như vậy ảnh hưởng vợ em chưa? Đấy, bây giờ em xác nhận đi, tự em lên tiếng. Vợ em có đi với trai không? Không, nói to lên, lớn tiếng lên. Dạ không. Không thì nói chuyện làm sao, hôm nay thông tin không đúng sự thật, lừa anh em đổi hiệp sĩ với em chưa? Tại vì nhỏ em nó nói với em lâu thật không? Đó, thấy chưa? Hôm nay nói to lên, nói lớn tiếng lên, hôm nay em có về đây em nhớ vợ thương vợ. Nói lại anh trai gia đình như là đặt là không có. Ừ. Thông tin không đúng sự thật đúng không? Em làm như vậy là bôi nhọ vợ em đấy, thấy đau lòng thương vợ em không? Thôi trong cái câu chuyện này em làm sai như vậy là một, thì bây giờ em phải về thương vợ em 10. Những cái lỗi lầm của mình thì vợ từ từ mới bỏ qua, mới xí xóa, mới yêu mình giống như cái ngày mới yêu. Đúng không? Trước đây yêu nhau thề thoát làm sao? Anh sống với em trọn đời trăm năm hạnh phúc không? Đúng không? Mới được có mấy năm mà đánh nhau bụng chạp thì chui chóe vợ bỏ con đi. Thấy không? Trước đây yêu có thề có hứa không? Có không? Hứa làm sao nói anh nghe nào? Thật không? Hứa như vậy, hứa ở bụi rậm hay là gốc cây? Trên giường anh. Hứa trên giường hả? Trời ơi, hứa mấy lần? Trên giường thì không cần hứa được, cũng nghe rồi. Mình cũng không biết sao. Thôi bây giờ lại câu chuyện đã xong rồi nhé. Cuối video này anh thay mặt đội hiệp sĩ Quan Thành Dương, anh xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến hai em cũng như toàn thể gia đình nhé. Anh chúc gia đình em cùng luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng là trong cái thời gian này thì gia đình mình, vợ chồng em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và thương yêu nhau nhiều hơn, và đặc biệt là thương các con nhiều hơn nhé. Có thể là em thì chịu khó kiếm tiền nuôi vợ, mà không phải kiếm tiền được không, quan tâm vợ nhiều hơn, không để cho vợ ngồi mình suy tư nữa nhé. Mình kiếm tiền về rồi mình đưa cho vợ rồi, nhưng mà trò chuyện về tâm sự với vợ là buồn vui trong cuộc sống, chứ không mà mình kiếm tiền mình vứt lắm tiền nên người ta cũng không hài lòng ha, không được ha, đặc biệt là muốn vợ đấy ha. Rồi ok vậy nhé. Rồi xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói là đội hiệp sĩ Quan Thành Dương đã ghi hình và đã đăng tải rất nhiều thông tin các cô các chú các anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Quan Thành Dương để đăng tin tìm vợ tìm chồng tìm con. Thì đây thực sự một cái câu chuyện hiện nay thì hai vợ chồng ở Phú Quốc hôm nay đưa theo con của mình về từ Phú Quốc về Bình Dương để gọi là báo thông tin cho anh em đội hiệp sĩ Quan Thành Dương, là cái câu chuyện là vợ bỏ đi theo nhân tình mà ôm theo con đi thì giờ đã quay trở về. Nhưng thực sự là em trai thời gian vừa rồi thì thông tin không đúng sự thật và đã làm ảnh hưởng đến vợ. Thì có nhiều lý do khác nhau, thì hôm nay em trai cũng nhận được những cái lỗi lầm, những cái sai của mình rồi, và em trai đã xin lỗi rồi, và em trai hiện nay thì cũng hứa và thề thì từ nay có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc bên vợ và gia đình. Thì công trần cũng xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quan Thành Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các cô chú anh chị trên tất cả các trang mạng sau đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ đội hiệp sĩ Quan Thành Dương trong suốt cái thời gian vừa qua. Hy vọng là trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Quan Thành Dương còn luôn luôn nhận được đồng hành, sự đồng hành giúp đỡ của các cô chú anh chị các bạn, tiếp tục là báo tin để các anh em biết được thông tin các cặp vợ chồng hoặc vợ bỏ theo chồng bỏ theo vợ, gia đình bỏ nhau ở đâu để anh em tiếp tục được kết nối để có cuộc sống đoàn tụ tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và.